Này đây, tôi có món này nè. Cái này gói đi. Đây, trời ơi, ăn gì nhanh mới ngon. Mấy anh em cũng về tới chợ Chồng Hổm này nè cả nhà. Thì ghé đây mình mua đồ ăn về chiều mình quay clip cho cả nhà mình xem luôn. Ở đây tiểu Liễu có mua bạch tuộc. Bạch tuộc nãy em nói ký nhiêu? 170 chứ. 170 hả? Bớt không chiều rồi? Bớt chứ 5.000 đi. 160 ha. Tụi chị khổ lắm. Em mua bớt 160 được rồi. Em mua nhiều không rồi anh? Còn lấy nặng không anh bớt chưa? Nhiều lại cái căng sao căng tưởng giờ lại cho nó. Em ơi, em để ý nha, mấy cái này nó căng á, em muốn coi là nó ăn gian đó. Chưa được 8 nữa, lấy 1 kg đi. Lấy rồi. 1 kg đi rồi anh bớt cho tỉnh. Chưa, con ở đây. Còn nhiêu lấy hết cho em luôn đi. Không, không ăn hết đâu cưng. Có 4 người ăn đó. Với lô 50. Cái giáp lấy còn nhỏ lên đi, càng chẳng ký đi. Vậy thôi mới con lỗ. Nhỏ nhất rồi đó. Con lỗ. Lỗ của chị rồi. Cái này là em bớt rồi, tự em bớt luôn đó. Là 170 nha chế, em bớt này là 170 đó nha. 160 ông ơi. Trên thêm làm bữa này chát để lấy 170 để cái hàng này mất tiền cho lắm hả? 170 thì chế ơi, tại vì em tính tiền rồi. Dượng Út với anh Mập rồi, bữa nay muốn ăn cá kèo kho củ cải. Trời, sống à? Tôi mua cái kèo sống nè ông. Sống cái kèo chết là không được nè. Không phải này mình bắt con Mập á. Sắp tại đi mày. Anh em nữa thì anh cứ an tâm đi. Mua nhiều chứ. Ký gì? Mua nửa ký cái này hả? Cái này ăn ký 170. Mua nửa ký thôi tại ký thôi Dượng Út à. Vậy coi coi có ai bán số 17 không? Để ký cho chứ. Rồi nửa ký ký đúng luôn. Mẹ anh Mập cũng có gửi cho nhóm hai báo bông hạ cả nhà. Nãy quên sách về rồi, có người anh đã sách về sao? Rồi giờ này sách sao? Em bấm lên YouTube là em bấm Hương Cù Lao. Ngày mai em sẽ thấy em ở trên đó đó nha. Ngày mai chị đăng á, bữa nay chị quay là mai chị đăng á. Em bấm Hương Cù Lao và em nhớ nếu mà xem thấy thích thì cho chị xin một lượt đăng ký và một like nha. 172 ở đây thì chợ chiều cả nhà. Ở đằng đó cũng có mấy cô chú buôn bán cá rồi rau cải, trái cây. Ở bên đây thì cũng bán thằng bông, hấu, khoai, bắp, mướp rồi nè. Em tiền lớn có với tiền nhỏ em. Anh Mập bữa nay không có tiền sao ngồi su lơ vậy? Không, bữa kia đâu có dám hò đâu. Mập bữa nay mới ra lần. Đi ăn đúng. Rồi, ăn có buổi giờ. Rồi đi mua củ cải hả? Đi mua củ cải đi. Rồi em cũng cảm ơn chế luôn nha. Dạ. Chúc em mua mai bắn đất nha. Dạ. Bắt cho mau hết. Dạ. Sau khi mua cá xong thì Út Liễu ở chỗ này mình mua ít củ cải trắng về kho cả nhà. Củ cải trắng vậy tôi nữa hả? Tránh cho bà làm nha. Không sao đâu, lựa đi chị. Không sao đâu. Mình mua hai củ này chứ được. Mua đại ba củ đi. Ở đây bà con ở quê mình thì cũng mua đồ gãy ở vườn cả nhà. Thì ra đây mình bán cái chợ cả nhà. Cái chợ này là cái chợ chòm hổm mà ai ngồi cũng chòm hổm, không có khi nào mà ngồi được. Như này Mập cũng ngồi mua cũng chòm hổm, là người bán cũng chòm hổm, ai cũng chòm hổm. Anh ơi, cái chợ chòm hổm là người ta chợ nhóm anh ơi, người ta mới đặt là chợ chòm hổm. Chứ đâu phải ngồi chòm hổm đâu. Đồ gãy mới không cả nhà. Đồ gãy ở vườn bẻ buổi sáng rồi cái mình đem ra buổi chiều mình bán rồi. Lấy 5.000 thôi. Có ớt không Út Liễu? Mua hành ớt 3.000 luôn. Ớt nhà mình có hiểm. Để mua vài trái luôn. Để chẳng tiền luôn. Bầu móc của qua ngon không? Dưa leo. Con mẹ cũng tốt quá à, phải mẹ chồng của chị không có cho mình mua ha. Có cho đỡ khỏi mua. Mắc lắm đó. Mắc á, 1 ký cũng 6-70 á. Không biết về chưa nữa. Chắc ai về, tại vì Dượng Năm nãy cũng chính về. Cái sạp lý tưởng quá à. Người dân mình bắt cái sạp ở trên cái mương đó cả nhà. Bán gì nè. Trên thì lọc cao su, nhựa. À bên đó có bán bắp kìa, mua bắp ăn không? Mua. Bắp nóng bánh kìa. Bắp chín cho anh. Hồi bỏ cái bánh kem lại nè nha. Dễ à. Trái, bán trái bán sao? Trái nhiêu? Trái 5.000 hả? Trái 5.000 vậy anh lựa ngon anh bán 6 trái đi. Vú ở bánh anh. Nè. Thích ăn bắp chỗ này lắm nè. Bắp này dở ra là biết bắp mới luôn á. Bắp mới như nào dở cái nào ra là nó thật cái hơi bắp lên là thơm bốc luôn. Anh bán mà anh sáng sớm mà anh gặp anh Mập của em là anh bán chạy lắm luôn á. Ông Lợi toàn là ông khen TikTok không à. Ông khen thơm, nào là thơm, nào là ngon. Nói chung ra mình khen á, người bán người ta cũng vui hả anh. Lại nó chê rồi bắp sâu, rồi bắp không ngon người ta buồn. Hút Cường à, thấy không, bắp này nhớ lại giờ Hút Cường. Rồi có là bạn anh mà. Không có, hồi lúc mà cái tuyến đường lộ 5 sông Hậu này mới hoàn thành xong cả nhà. Ông Liễu Hút Cường cũng bán bắp gần năm á. Hồi đó là mình bán bắp là chỉ là cái đường 5 sông Hậu này là mình là đầu tiên đó cả nhà. Ở đó có vườn đất quay. Đó bán đâu? Hồi đó bán ở trên nhỏ Đập Lớn. Đập Lớn á chị. Hồi lúc mà cái đường lộ này mới làm. Cái đường làm 5 sông Hậu á, mới làm. Bà cô Hồng á hả? Cô bà cô Hồng tháng sau đây. Cô Hồng tháng sau nữa. Cái chòi thấy cưng quá ha. Ở trên bắp cũng như anh vậy đó. Có thả cái vàng dây mát ha. Anh bán mỗi ngày không? Dạ, vậy chứ dạ. Ngày nào cũng có ngày trống cho em mượn quay YouTube mà ăn cơm bữa thì. Thấy cái chòi phái hả? Cái chòi này là dọn đây, đó đây. Cái gì? Hương Cù Lao. Hương Cù Lao có câu rồi. Dạ. Nó có coi không có anh mà phá. Chắc lâu quá không có coi. Nè mua về mua thêm về nấu không? Anh có vô bọc sẵn nè. Thôi. Vậy được rồi. Nhìn ngon quá ha. Vô bọc sẵn gì cả nhà. Bắp này mới bẻ luôn. Bắp này mới bẻ đem vô luôn cả nhà. Bắp này mà nấu ăn là ngọt trước nè. Thơm. Khi nó mừng quá trời, nó nhảy tận mà nó bị cóc dây á, không biết ảnh bấm làm sao mà nó cóc cái cọng dây lại. Thì sau khi mà gia đình Nam đi chợ về thì bây giờ gia đình tiếp tục làm cái bữa cơm tối nha cô chú anh chị. Chào ông bà cô chú. Chào cả nhà. Bữa nay thì mẹ Nam đi chợ mua được ít cá kèo nè, với ít bạch tuộc. Về mình sẽ khô củ cải với sầu bông hẹ. Nè, anh Mập gửi bó bông hẹ qua nè cả nhà, tốt không? Không bự bự không ha? Về quên lấy rồi mẹ anh Mập gửi xe qua. Mẹ này thốt lắm cái bông nó mía bự gì nè, tao mới cắt. Ở đây cha Nam đang gọt ít củ cải. Rồi củ cải rồi mình coi cá kèo cả nhà. Cá kèo phải coi củ cải là đúng luôn đó. Củ cải với kho của cá kèo. Củ cải, củ cá kèo, kho củ cải. Cá kèo mình chỉ là kho mắm nè. Với kho củ cải mình còn làm gì nữa không ta? Nướng canh chua cũng được, canh chua nấu tổ cũng làm được nhiều món. Cái kèo này kho làm nhiều món lắm. Không có là sỏi lụi lăn muối ớt nướng. Không mà cái kèo này nha, nếu mà mình nấu canh chua với bông đũa ngon. Đúng rồi, nấu chua bông đũa. Bắp này chiều em mua đây. Cha mua mua ở chợ quê Trầm Hổm bán bắp. Bữa nay tôm cá nhiều không? Ít như là lúc này như là đi săn bắt ở dưới sông nhưng mà không có được cá nhiều, dân lưới với mình đóng đáy rồi đó. Dạ. Nhưng mà cái mùa này sao thắt quá trời chứ. Không dạ. Kiểu này hồi nãy mình đi đó là hơi trễ. Đúng ra là mình đi phải không, là sớm có trước có 2 tiếng đó. Là mới có cá, bởi vì lúc đó mình đi là nước sát rồi, người ta vô người ta bán hết rồi. Bởi vì thường thường là ghe cào là nước chừng có hơn nửa xong là nó vô rồi. Đây cái đợt mà em với dạm kèm chở vợ em đi Sóc Trăng về cả nhà, quẹo cái đó mua cá về đang ăn cơm á. Ồ vô ha, tôm ha, rồi cá ngát ha, con nó cùm giò vậy đó. Nhìn thấy ham vậy đó. Nhà bữa mình muốn vô mua thì không có, nó nhậm nước á. Bữa không mua thì nhóc nhậm con nước vô. Dạ. Cá gì à? Cái nhậm nước có nhiều. Nước không có cá. Cái số cá kèo này Hương cũng mới ướp cả nhà, ướp miếng muối, đường, bột ngọt, miếng nước mắm, miếng nước màu á. Mình ướp cho con cá nó thấm cho nó cứng lại hồi nữa mình sẽ kho. Con cá nó dẻ hơn á. Mà mình xào á, nó vừa mềm mà giòn mà nó thấm cái gia vị vô ngon. Cái này mình xào cũng ngắn thời gian thôi, lâu lâu nó tiêu. Này giống như mình né bông hẹ vậy đó. Mà ngồi mình xào trên chảo luôn, mình xào mình xúc ra hai dĩa này ăn cơm mà. Không xẻ ra nó cứng lắm. À, bữa nay mình đi mua của chị này còn hơi ít thôi, kệ mình lấy đại chứ theo mình đi mua ở chợ buổi sáng là mình lựa những con bự gì nè. Mình chẻ một gâu vậy đó. Bắp này bắp mới nè. Anh nấu bắp anh dở cái nắp son lên nó thì cái mùi lên là biết. Thật mùi mới gì. Không, nó là cái mùi bắp mới. Cái bắp mới đi mà mình lấy ra là nó thơm nha, dở ra nó thơm nha. Vũ ăn keo trái bắp thì Vũ. Để đơn thầu dữ không? Đang để, con lột cho. Bắp mới là mình ngửi được cái mùi bắp mới liền vậy đó. Đây. Út liễu là phải ăn cái bắp gì mà. Dữ mà kêu cái bắp dày. Bắp gì là út liễu. Không có hột gì đâu ăn. Rốt cường phải ăn bắp sao? Bắp dày. Bắp dày mà mình cạp không được ở cả nhà cái mình lấy tay mình tách gì nè. À vậy là ăn ra. Không được hả? Không, bắp non em nấu tách được. Chị hồi dưới rửa tay ăn bắp mới vậy mà ơi. Chị còn mời cả nhà luôn à. Mời cả nhà ăn bắp nha. Ăn em à. Anh em nữa trái ha. Thôi ăn đi ăn. Một viên đi. Rồi mời cả nhà ăn bắp. Bà nội với phim á, mỗi lần chị về hay nói là mày có về á, chừng nào mày có về mày chạy ra chỗ đầu cầu đó, đó là chỗ nãy mình mua đó. À, mua bắp về ăn chỗ đó nấu ngon. Ở đó thì nấu quanh năm ha. Có người ta nấu sẵn bán cũng tiện nha. Cũng tiện nha cả nhà. Tại vì nếu mà mình mua về mình nấu này lâu lắm nó mới thấm á. Nhưng mà người ta nấu sẵn diện trái có 5.000 thì ví dụ như gia đình 3-4 người thì mua đại ăn ha. Bắp này nấu muốn á. Nó thấm là phải nấu nửa ngày á. Dạ Hương sẽ ướp miếng củ cải cả nhà, cho miếng gia vị đi. Xịt miếng nước mắm. Mình kho mặn á, thì mình ướp nước mắm, còn mình kho chay đó nhà thì mình ướp nước tương. Mình kho với cá rồi mình ướp nước mắm biển nó thơm lắm. Mình kho cho nó thấm chút nữa mình chế nước rồi mới để cá vô. Ở đây thì Vũ cũng chặt thêm mấy trái dừa để tí xíu mình sẽ kho cá cô chú anh chị. Kho cá nước dừa là ngọt. Dừa nạo ngon đi ha. Thì ra là chặt dừa cái này nó dừa tay hả? Nó có cái đậu nặng á, cái lưỡi á. Nó có cái đậu nặng. Mình gọt nhẹ thôi nó cũng bén. Mình cứ xào mực. Cái bạch tuộc. Rồi. Vậy đó. Cái bạch tuộc đi. Này đâu phải né là bạn né. Mình xào cho nó chín chứ không hẹ rồi mình cắt cho hai dĩa mình cơm nữa nè. Cái là mực nấu. Mực nấu thì mình ốp mực trước rồi mình ăn như mình nấu như. Mình cho đây hết gia vị lên, cái hạt liêm với đường bột ngọt. Cái cải nó cũng sắp chín rồi Hương sẽ cho cá đi. Nãy giờ mình ốp cá nó cũng cứng nữa nè. Có nước cho hai anh em cột kèo nấu mập với cha. Cái này kho chứ không hay nấu canh gì cả nhà mà tại Hương thích kho có nước vậy đó. Không ăn mặn. Không mặn, cái nước nó mặn mặn. Nấu cái cá nó cứng. Săn lại không? Săn cái nó bung ra ha. Cái đường nãy mình xẻ ra nè cả nhà. Giờ nó nứt ra luôn. Rồi mình sẽ cho bông hẹ vô. Cho hết luôn đi. Bông hẹ cái này nó non á. Xào nó ngọt. Con hẹ là mình xào nó cũng mau chín, mình lặt mình lấy cái phần non không. Mình để nó non tới đâu mình đặt ngang cái đó, chứ mình không có tước. Nhiều cô chú cái tước á, mình tước cái nó cũng vẫn còn già, mình ăn cái nó sảm cái nó hết ngon à, mình ăn nó không có cái hậu ngọt luôn. Bữa nay mình xào vừa tới ăn nó ngọt. Ừ, nó ngọt đó, cộng nó bự nữa nè, nó mập á. Tiếp ra lửa nó hơi nhỏ, thành ra mình xào Tôi thích nhất là cái giá này. Bữa nay anh mập khỏi cần mình bưng. Đó, ngoại còn sống, ngoại thích ăn cá kèo kho cá con củ cải. Cái món đó là món của bà đó. Cái này ăn mắm mặn hả? Dạ. Mẹ có cái. Cái mẹ bưng mẹ xớt vô luôn á. Ừ, bưng xớt luôn. Cái tô này nó chứa quá trời nhiều. Đất kia. Cái A. Cái A. Kìa. Mới thả ra nó chạy ra ngoài kia. Cho mà trưng dữ không biết nữa. Giờ nó khoảng 15 kg người ta. Không biết nữa. Giờ ginh nó cũng không nổi luôn bây giờ. Ít có ẩm đi lên nó hiểu chơi. Tới cần thảy nó lên rồi nó bao nhiêu ký. Nó điếm thúi đúng không? Nó giả điên hay. Một lần. À đó nó cắn con kia giờ. Đó, 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 nó chỉ cắn tọt. Thôi con này nó không cục đuôi rồi, nó thấy cưng không? Đi ra nha. Không cục đuôi. Bốn chồng lên cảnh chơi nữa đó, đi ra cũng ra chơi. Nó biết chơi đẹp. Nó ôm nó giọt đâu. Nó dài lắm. Thôi. Kìa 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 kìa. Cha để ba kìa. Để lên mặt kìa đi. Nè nè nè. Đi đi. Đây nè, để ba kìa. Nè, kia giỡn đâu mà chạy lại. Lại mập kìa, dữ anh. Mập cưng dữ lắm luôn á, ngày nào mập cũng cho ăn sáng chiều cho tối cho vô mồm. Vậy nữa mốt để lên cái đùa gì ba cái kéo nó lên. Tắm á, ngày nào cũng tắm chân sạch sẽ. Tắm rồi phải sấy nữa hả? Sấy cho khô. Sấy cho nó khô, sợ bị lông nó dày á, nó rút nước cho nó bẩn. Mà xương cái xe có bà cò đi. Cái này để cho để ẩu sáng ngày một. Để làm đẩy lên cho anh chơi. Chắc nó chịu ngồi vậy. Cho mày vô phòng nhiêu được rồi, giải trí đi. Mặt gia đình Nam cũng chuẩn bị xong cái bữa cơm tối. Bây giờ mời quý cô chú anh chị cũng như các bạn dùng chung cái bữa cơm tối cùng gia đình Nam nha. Đúng rồi bà cô chú. Bà cả nhà dùng cơm nha. Bà cả nhà ăn cơm. Lâu quá không ăn cá kèo. Cơm tối cá kèo này là gia đình Nam mời cả nhà nha. Lần đầu mua về là cơm luôn. Giống mà đó, giống mình thành lập 2 năm mấy mà chưa có ăn cá kèo được. Phải không? Đúng không? Rồi. Ngon quá. Mà cả nhà ăn bạch tuộc xào ông hẹ. Ngon dữ à. Cũng bà cả nhà ăn cơm với cá kèo kho củ cải nha. Cả nhà ăn cơm tối gia đình. Cái này lâu lắm rồi nè, mới ăn lại nè. Cái đây đưa vô nút tuốt một cái ha. Má Hảo cần thích. Thích lắm ạ. Mềm im. Con cá kèo này với cái con cá món sao chắc nó cũng ngon từ tựa nha. Cá kèo ngon ha. Cá kèo ngon. Nó là họ hàng với nhau á. Cá món sao cái thịt nó dẻ hơn. Dạ hơn cắm cả. Cá bóng rau mình muốn ăn nó khó lắm nha. Hồi em thấy ăn cái con cá chạch đó. Cá chạch nói gì? Cá chạch đó. Kho này cũng ngon lắm mày Dũng. Cá chạch thì nói gì? Cá chạch thì rất ngon à. Chứ cá chạch con hệ cũng ngon lắm. Cá chạch nói chung ra cái gì cũng ngon, nướng một cái rồi ăn một cái ngon. Có kèo nào kho mắm không? Cá kèo mà mình kho củ cải là đúng món ăn của hồi xưa luôn. Đúng rồi. Cá kèo này là nếu ăn không quen khó ăn. Cái bụng nó có một đoạn đó nó hơi nhẫn nhẫn. Nó cái mật á. Không, chị thích ăn cái bụng nó nhẫn nhẫn nhưng mà nó béo béo. Đúng không? Béo. Nếu mà mình bỏ cái nó ra là cá kèo nó hết luôn. Nó có cái gan. Món này mình là thích quá. Đang nướng đang nó vô. Này sao mắc nha, chứ có năm rồi, năm trước đó, cái dịch bệnh đó, cái có 50.000. Không, kèo đó có kèo nuôi. Có kèo không. Có kèo nuôi đâu có mắc đâu. Téo quá. Cái kèo nuôi là mắc cũng lắm là khoảng 80.000 ký đó. Mà con nó bự hơn con cái kèo này. Hẹ bông cũng ngọt quá. Hẹ bông này ngọt dễ ăn. Cái đìa cái ngoài đập ở ngoài đi xúc được không? Cái hầm đó hả con? Không, hầm xúc được không? Sao vậy? Hầm xúc cái trong cái mương dừa tép nữa. Mương dừa cũng cặp đó luôn, cái dừa. Đó luôn. Cắt có bờ đê vậy. Mương dừa là để bà con xúc thấy không? Cắt rút luôn. À, thấy cái chỗ đó thấy nó tùm quá. Cái vườn dừa đó, rồi nó có cái bọng thịt lớn nó ra cái hầm mình tắt tôm ăn bữa. Rồi nó mới có cái đường gạch nó đi ra ngoài đập lớn, cái ra xong. Cái vườn dừa trong cái đập mình không có chèo. Vườn dừa đó là có tép. Vườn dừa đó xúc là có tôm. Hôm bữa rồi mình quậy cái đập đó dám nó rút vô vườn. Nếu mà còn tôm này rút vô vườn. Mình động ngoài kia á, mình rút đúng rồi. Còn cái dân cẩu cái đập mà con nói á, là cái đập đó là Út biết là đập đó là có cá lóc bự. Tại vì cái lục bình nó lâu quá cái nó bịch á, là nó bịch đó là cá rồi là nó ở, với cá chê rồi đó là nó ở trong đó đó, với tép thì nó không ở tại bịch quá. Có mơ mấy đem ra ngoài xúc bữa. Xúc sắp mơ đi nhóm mình đi xúc bữa. Lâu quá rồi nhóm mình không có đi xúc. Xúc cái gì chứ đây tới nhiều lắm cô chú anh chị. Tôm mấy anh mùa này mùa tôm mình nói, nhưng mà chắc tôm nó không được bự không? Nó gò gì đó. Nếu mua dừa là món nào ở trong rau ít nhiều cũng có tôm. Có tôm. Thì đâu có ai đâu mà chịu thuốc. Ở trong cái mương ở cả nhà nếu mà nó có cá có tôm thì mình làm cách nào nó cũng dính hết. Nhưng mà cái cách mà mình đi xúc á thì mình bắt nó nhiều hơn. Ví dụ như mình đặt 12 cửa ngục á thì nó vô được nhiêu mình bắt nhiêu, còn mình đi xúc á mình quậy nó đục á nó nổi lên mình dễ bắt hơn. Đục nổi hết trơn hả? Tôm tép gì cá dẫm gì nó nổi hết trơn. Nó bắt đi lâu rồi mình không có thả nó ra con đêm nữa, mình thả nó quen bây giờ nó đòi rồi. Nó quậy. Nó đòi vô. Đòi vô. Giờ mà thả nó ra là không ăn cơm được với nó luôn. Đúng rồi. Đó hả? Nước chỗ đó nhiều quá. Đó là phải tát mới bắt dính nó chứ chắc mò đâu cũng chắc hồi cũng cứu dấu vợ à. Trời ơi cái hàm bự lắm, cái hàm đâu mà bự bằng cái này nè. Cái hàm nó hồi nào giờ đâu có ai bắt được. Không biết ở dưới sâu mà. Sâu, đâu có gần dưới sâu. Nghe tiếng út nói mương tiếng út tép dữ lắm. Mương dừa. Thường mương dừa là tép nhiều. Để ngày mai giấc sáng để cha Nam hay là Diễm Út gì đó đi ra ngoài thăm thử coi sao. Nếu như mà cảm thấy có thì chiều xúc cho cô chú chị xem. Có nhưng mà không biết ít nhiều quá. Tại vì trước khi mà gia đình Nam làm gì đó là phải đi câu trước. Nhắm có rồi ít nhiều gì cũng mới làm chứ. Ví dụ như mà không chắc là không làm. Tại vì nếu mà làm gì thì mắc hết một buổi, mắc hết ngày vậy là không quay được. Anh mà bên nhà bên còn á, có bên nhà chầu á, anh có mấy thằng bạn dưới đó là mấy dương dừa tép với tôm cái quá trời cái này tép nhất. Bởi vì cái vùng ấy đó là ta trồng dừa không á, rồi nhà nào cũng kiểu mà vườn người nào cũng giữ hết trơn á, không ai người nào mà bắt cái ai á. Nó nói đặt sàn ngôm á, dở cái tép rằng cái mấy ký rồi tôm quá trời như dừa. Ngay cái đợt mà em đi qua bánh em bé xài tiếp vào bánh á, cái đợt mà cái miếng vườn ngay chân cái mình đi vô á, chèo đó mới còn trồng mía đó. Tép thì nó mà lạnh lúc mà chưa có trồng xài nha cả nhà, lúc đó còn trồng gãy không à. Mà giờ gạch chậu á, gạch chậu là tép dữ dằn. Đúng rồi, gạch chậu ra cái mấy cái vườn con nói đẹp đẹp đó. Thì con thì ra nói ở đó đó tép dữ lắm, bởi vì vườn dừa rồi ta kiểu mà tép chát chà. Con biết ăn cá hả Thảo Nguyên? Dạ. Nó ăn cá, nó biết nhưng mà nó không. Ăn mật đi con để cho cá thì chiên. Còn nấu canh chua thì nó ăn, mà như kho thì lại nó không ăn. Nó lóc cũng vậy đó. Hồi sáng chị có đọc cái comment không biết đó của chị hay cô không biết, nó là mình coi cái clip á là nó chỉ có 30 phút thôi chứ nhưng mà người ta quay là có khoảng 8 tiếng cho nên là coi thì cũng sao cũng liệu có đọc không có. Hình như là của Ngọc Liên này đó, dây cháu à vậy hả? Ngọc Liên Ngọc gì đó. Tại vì giờ tài con với mình mà. Tại giờ tài khoản Google nó đổi hoài à, cho nên là coi thì hãy bình luận những lời tích cực, đừng nên nói những lời tiêu cực tội nghiệp người ta. Mà thiệt mình quay màu quay lâu lắm hả? Rất lâu lắm rồi. Mấy clip mà đi săn bắt á. Nó có nhiều phút chứ nó thật sự lâu. Anh để ngày một clip nào tầm ít thì khoảng 4 tiếng. 4 tiếng bữa nay hơn 4 tiếng mà. Một clip là từ 4 tiếng rồi. Niệm clip 6-7 tiếng, mấy clip mà đi tác á, mấy clip mà hai cặp chèo đi săn bắt á, là lúc đó là lâu lắm. Vì nói ở nhà nó tác cái mương mà cạn thì cũng tại quay tác mương mà cạn cũng cỡ từng tiếng gần lên rồi đó. Lâu lâu á mình hầm á, để cho nó ra nó nói mình biết á. Cá kèo nữa, cá kèo còn lại làm gì đó tại nó tận lợi sao hồi xưa đó. Dạ. Rồi ông bà mình tới giờ là